Em tiếp tục với cái lô cúc lùm này. Hôm nay là một cái nhà vườn của một nhà vườn mới tại thị xã An Nhơn nha, với rất là nhiều mai. Nhưng mà em có thấy cái lô cúc lùm này chi tàn rất đều và rất đẹp, cho nên em tranh thủ em quay để em giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà chúng ta có thiện chí thì chúng ta mua. Cái cây đây thì như chúng ta nhìn này, lá đang đâm này. Đó, huyết long nha, huyết long rất là đẹp. Đó, huyết long luôn đó. Cả nhà xem đó nha. Đó. Đã đẹp chưa cả nhà? Đó. Chi tàn rất là đều nha. Cái lô này thì đây khoảng gốc này, gốc đây. Khoảng 14 nha. Đây là chắc khoảng 13 14 rồi đó. Đều nó chi tàn nó đều quá, thành thử cho nên là không có ấy, mà nhà vườn đã ủ rơm rồi. Ủ rơm rồi thì cỏ nó khỏi lên. Khỏi mọc. Đây là cái cây số 1 nha. Thì nhà vườn cũng có ghim cọc rồi để cố định rồi. Chi tàn này, số 1. Đây cây số 1 nha cả nhà. Chiều cao tính từ mặt chậu của cây này khoảng độ 1 mét nha cả nhà, khoảng độ 1 mét nha. Đó, cây này thuộc dòng huyết long, thuộc dòng huyết long. Đây cho tôi chú anh chị các bạn tham khảo. Đây cây số 2 này. Số 2 cũng là huyết long luôn nha. Đây là mình không đánh dấu cúc hay giảo đúng không ạ chị? Cái đó, anh nhớ chứ. À, anh thì nhớ nhưng mà chị thì không nhớ. À đây cả nhà xem này. Cái nào ạ? À dạ. Cái đây á? Cái hàng đây là cúc à? Đây thì do hôm nay là có chị là vợ của anh chủ nhà vườn á, thì chị làm thì lại không để ý, anh thì anh để ý hết rồi mà anh lại làm cho cái vườn kia. Đó, cho nên là thôi em cứ giới thiệu đây nha. Cái lô này này, cả nhà này, cái nhà vườn đang vào rơm này. Rơm cho cỏ đó, chi tàn này cả nhà này. Quá trời chi tàn này. Đều lắm nha cả nhà nha. Thôi về nhà vườn mới mua vô rơm để em không có bạch rơm để chi. Ta xem thôi nhé, ta xem chi tàn của nó thôi. Nói dù khách hàng mà ấy thì em sẽ còn quay trở lại với cái lô này. Khi mà khách hàng quan tâm thì em quay trở lại. Đây này, người ta nhìn này cái cây này. Quá trời luôn nha, quá trời đẹp này, huyết long này. Đây này, chú thấy này cái lá nó này, lá huyết long này. Đó, lá nó bấm ra đỏ tía luôn này cả nhà. Mặc dù là bây giờ nó cứ bấm lên đâu là lá đỏ lên đó nha cả nhà nha. Bấm lên đến đâu là đỏ lên đó. Chúng ta vẫn thấy nó cái màu đỏ ong nha. Đó. Long thuần nha. Này, gốc này. Gốc đã có đế nha. Đây cả nhà xem này. Đó, gốc nó đã. Chi tàn là đều nha. Đều chín luôn nha. Em phải cố gắng để em vạch mấy cái chi ra để cho nó thấy được ở bên trong. Chứ còn chi nó đều lấp hết rồi. Đó. Đây cả nhà xem này. Và bây giờ mình cứ tính là giảo đẹp đi nha. Đó. Đây có một cái mặt bông giảo đang nở này. Thì em tranh thủ em quay vô cái cây giảo đang nở bông cho cả nhà xem này. Đây này, bông rồi cả nhà xem, bông đạt chưa? Cái này giống bông giảo. Nó trái mùa là nó không đẹp bằng. Đúng rồi, không đẹp bằng cái bông tết. Đây cả nhà xem bông này, bông giảo này đẹp chưa cả nhà? Đây. Bông này, bông y bài không? Màu vàng nghệ nha. Đó, cái mặt bông á. Đó, nó sẵn có cái mặt bông luôn á, em quay em giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn luôn để cho cả nhà xem luôn nha, chứ không để rồi này. Cái hoành của nó này, hoành đây chắc khoảng độ 13 14 nha cả nhà, 13 14 này. Này cây này đang có một cái sức sống mơn mởn nha. Đây chi tàn đều này cả nhà này. Đó, em tranh thủ nha. Đó, tranh thủ em quay để em giới thiệu này. Ồ, bông này cả nhà này. Đây dễ cúc lắm nha cả nhà. Đây này, bông này. Bông. Đây dễ cúc rồi. Đây dễ cúc, nhìn cái bông này dễ bông cúc thôi chứ. Đây này, cả nhà xem này. Đó. Đó, hôm nay em quay giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một cái lô cúc giảo luôn này, rất là ok. Ha, để cho cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em này. Đây chúng ta xem này, chi tàn nó đều cỡ đây nha.
đây này, chi tàn này. Đó, chúng ta xem này, cây nào cái nấy là chi tàn rất đẹp nhỉ. Lá này, lá này cả nhà này, này chúng ta xem lá này. Đó, đẹp chưa cả nhà. Đó, đó, đây cả nhà này, giáo là giáo hai lớp nhỉ, giáo hai lớp 8 cánh 12 cánh đúng không chị? À, chảo đây đẹp lắm đúng không chị? Cả nhà xem. Đúng rồi, đó. Cái giảo đây thì chúng ta nhìn là có đây, lùm có đây, quá đã nha cả nhà. Này, lùm nó đều có đây nha cả nhà. Đây, đó, lùm rất là đẹp nha. Đấy, em giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn xem đó. Rồi chúng ta có thiện chí thì chúng ta mua, mà không thiện chí thì cứ đồng hành với em. Em giới thiệu các cái sản phẩm mai vàng thị xã Nhơn tỉnh Bình Định nha. Sản phẩm mai đẹp ạ. Thì cái lô này có thể là những lần sau em ra em lại tiếp tục quay cho cô chú anh chị và các bạn. Bởi hôm nay thì em quay một ít thôi. Đây nó tới mấy chục cây là cả nhà. Mấy chục cây mai lùm đẹp như thế này này. Đó, đây này. Cây đây nhà vườn đang ấy này. Đang vô rơm này. Đó, cho ta xem này. Vô rơm này, thứ nhất là giữ ẩm, thứ hai là để mà ngăn chặn cỏ nó mọc. Đây nhà vườn đang vô rơm nha. Đây, lô này cả nhà xem này. Quá ok luôn này. Cây này. Cây nào cái nấy. Cây này chúng ta chỉ cần mua một cây rồi là tết tha hồ chơi. Không cần mua đến cây thứ hai đâu. Đây nhà cả nhà xem. Đấy, nhà vườn đang vô rơm các nhà. Đấy, em đi sơ qua nhé. Rồi đấy lần sau để nếu mà cô chú thích cái sản phẩm nào thì lần sau em sẽ đi chi tiết này. Đó. Ok đó. Mà đặc biệt cây này đang nằm trong chậu hết nha cả nhà, cho nên chúng ta về chúng ta bỏ chậu cũng được, mà chúng ta thả đất thì càng tốt, thả đất thì cây nó phát triển càng nhanh luôn á, thả đất thì cây phát triển càng nhanh nha, bỏ chậu cũng được mà thả đất cây phát triển càng nhanh. Củ này này, nãy em giới thiệu củ rồi, bây giờ cái cây của củ này. Giờ cái cây này nhà vườn chưa vô rơm á, cho nên cái củ nó tròi ra đấy cả nhà. Này. Đó, đây nhớ nha, xem. À, rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Em sẽ còn tiếp tục quay trở lại với nhà vườn của anh chị ở đây trong các cái số lần sau. Đó. Thì khách hàng có thiện chí với cái sản phẩm nào thì cứ nói với em nha. Nhắn tin gọi điện cho em theo số máy là 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha. Em sẽ tư vấn, sẽ đồng hành cùng với cả nhà trong các cái sản phẩm mai vàng tại nhà vườn của anh đây, hoặc là các nhà vườn khác, các cái sản phẩm em giới thiệu lên trên kênh của em đó. Rồi, kính chào tạm biệt cả nhà nha. Số điện thoại là 0836013528. Kính chào cả nhà.